Có hay không có nghiệp? Có hay không có tự ngã? Có hay không có thời gian? Có hay không có một linh hồn? Thật là những câu hỏi choáng váng đặt ra trong cuốn sách Tổng quan về nghiệp của thầy Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoàng Pháp xuất bản năm 2021. Nghiệp là kinh nghiệm được tích lũy và tồn tại trong nhiều đời sống. Không có thời gian, không có ký ức thì lấy đâu cho nghiệp vận hành, tạo tác lưu trữ, lưu xuất, dị thục, nhân quả. Có thực không có nhiều đời sống. Một đời trước và đời sau, những đời sau để cho ký ức gợi lại, nhân quả. Bằng chứng đâu? Nhưng, nếu hỏi tôi tin không? Tôi tin. Tại sao tin? Không biết. Phải chăng, thỉnh thoảng ta gặp một người nào đó thấy như đã từng hẹn nhau từ muôn kiếp trước? hay một nơi chốn thấy như về mái nhà xưa? Ký ức được lưu trữ ở đâu để tạo thành nghiệp? Khoa học não bộ trả lời, ở hippocampus trong não, cùng với thể viền, lưu giữ ký ức, chịu trách nhiệm cả cảm xúc lẫn hành vi, nhờ nhu nhuyến của các điểm tiếp hợp thần kinh. Thế nhưng, khi thân này tan rã, hippocampus và toàn bộ thể viền của não bộ cũng không còn, ký ức được tàn trữ trong thân vật lý này cũng biến mất theo phải chăng ngoài cơ chế vật lý của ký ức, còn có sự tham gia của một yếu tố phi vật chất, không nhất thiết là ý thức, để lấy đó làm cơ sở tiếp cận đến vấn đề nghiệp tích lũy, cho đến trong đời sau được xử lý để cho quả gì thuộc của nó. Có tự ngã không? Đức Phật dạy, có nghiệp được tạo tác, có quả gì thuộc được lãnh thọ, nhưng không có người tạo tác, không có người lãnh thọ. Phật giáo không cho có cái gọi là tự ngã tiểu ngã đại ngã linh hồn nhưng tình có nghiệp mang theo để trả quả cái gì mang nghiệp theo thần thức tái sinh luân hồi nhà khoa học bảo có đi đai nhưng không có đi đai não bộ là một hệ thống được phân bố rất cao trong đó nhiều chức năng xuất hiện đồng thời và không có điều phối viên không có đi đai không có điều phối viên nhưng sau chim bồ câu thì cứ bay ngàn dặm về đưa thư, cá hội cứ bốn năm lại quay về chốn cũ để sinh đẻ rồi chết. Ngày nay, sinh vật từ hạt đậu đến chuột bọ, khỉ vượng cũng được can thiệp vào ghẹn để tạo ra những dị thục, những quả bất ngờ, gọi là transgenic. Tôi tư duy, nên tôi tồn tại. Vậy tôi không tư duy, thì không có tôi. Phải chăng vô niệm thì vô ngã? Ta à, cũng có thể nói đơn giản hơn, tôi thở, vậy có tôi. Nghĩa là nếu tôi không thở thì không có tôi. Nhưng cái thời tôi còn trong bụng mẹ, tôi cũng không thở mà vẫn có tôi đó thôi. Từ đó, suy ra rằng cái thời tôi, hết thở, ngừng thở, thì tôi vẫn còn đó chứ, sao không? Tôi lúc đó cũng lại ở trong bào thai mẹ, bào thai như lai, chứ tôi mới phải mang nghiệp theo để trả quả chứ. Thường, lạc, ngã, tịnh ở đây chứ không chỉ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Rồi có cái gọi là thời gian để cho nghiệp vận hành không? Tính thể của thời gian là gì? Thời gian được tri giác bằng giác quan nào? Câu trả lời là chính ta đã tạo ra thời gian cho mình. Thành ngữ cơ là karate, nó tạo tác thời gian nghĩa là nó chết. Thời gian được biết đến từ tri giác về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người. Thời Kinh nói, thời gian đến, chúng sinh chín mùi, thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Đây là tri giác về thời gian theo chu kỳ sống chết của sinh loại. Tri giác về thời gian cũng là tri giác về sự chết. Khơ la cũng được hiểu là do gốc động từ can thúc dục, hối thúc, thường trực, sự chết đang hối thúc ta tồn tại trong quá khứ và vị lai là những thực thể vi tế ẩn áo không phải tri giác thường nghiệm mà có thể bắt nắm được nhưng với thuyết tương đối rộng ngày nay ta biết thời gian sẽ chảy chậm trong con tàu vũ trụ chạy nhanh với một vận tốc nào đó thời gian đứng lại cho nên từ thức lạc động thiên thai là chuyện có thực có một sự gọi là luân hồi không để nghiệp vận hành Câu trả lời là có một nguyên lý tồn tại mà không phải hồn gia hay ta mang. Nguyên lý đó nói, có nghiệp, có dị thuộc của nghiệp, nhưng không có tác giả và thọ giả. Đây là một nguyên lý cực kỳ nghịch lý. Nhưng may thay, các nhà duy thức chứng minh được sự tồn tại của thức A-lại gia, hy vọng giải quyết được vấn đề nghiệp dị thuộc và chủ thể luân hồi trong kinh tăng nhất của thuyết nhất hữu bộ cũng mật ý nói đến thức này với tên gọi là a lại gia kinh nói yêu a lại gia vui a lại gia mừng a lại gia thích a lại gia trong bài ký ức và nghiệp của thầy tuệ sĩ ở sách tổng quan về nghiệp này nêu ra những câu hỏi có thể làm ta chới với mà lại cảm thấy vui mừng yêu thích vì chính trong ta đôi khi cũng gợi lên những câu hỏi như vậy mà không dám trả lời Mây thầy có thầy tuệ sĩ, à không, có nhà thơ tuệ sĩ hóa giải dùng, bởi như thầy đã nói trong sách nói trên, chỉ có thơ dẫn kinh nghiệm vượt ra ngoài kinh nghiệm. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh. Ngoài hư không có dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đen đất khổ. Thắp tâm tư thay ánh mặt trời.